Xin chào toàn thể quý vị khán giả của Sinh Mai Song, mình là Lê Thiện Hiếu. Sinh Mai Song mùa 2 đang diễn ra và Hiếu cảm thấy là thí sinh của mùa 2 Sinh Mai Song này thực sự cái sức trẻ của họ rất là nhiều. Nhiều hơn thậm chí là Hiếu cảm thấy là mùa 2 này Sinh Mai Song có cái màu sắc tươi mới, trẻ trung. Để mà phải nhận xét hay là nói gì về ba vị huấn luyện viên khác hay là nói về cái sự gì ta? Bối rối quá. Anh Lê Minh Sơn vẫn là một người đàn ông có một cái sức thuyết phục và một cái sức hấp dẫn thí sinh vô cùng lớn. Một khi mà anh ấy chỉ cần thốt lên một câu nào thôi là tim mình cũng rung động, khiến Hiếu có cái cảm giác như cái ngày đầu tiên Hiếu được đứng trên sân khấu Sinh Mai Song. Anh có một cái điểm rất là giống cái thời hệ của ông bà em, tức là anh không dùng Facebook, còn email thì anh để ở nhà rồi. Thế là anh là người mà cũng không thích công nghệ đâu. Thế là anh nghĩ là nếu em về đội của anh chúng ta sẽ chỉ cần một cây bút, một tờ giấy và mình sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Vậy thôi. Chị Giáng Son cũng vẫn điềm đạm như vậy. Anh Đức Chí cũng vẫn điềm đạm như thế. Anh Hồ Hoài Anh ai cũng biết rồi. Những cái tác phẩm của anh ấy thì quá là xuất sắc rồi. Và bài hát mà Hiếu thích nhất của anh Hồ Hoài Anh là bài Rơi, mà do chị Hoàng Thúy Linh đã thể hiện. Có những cái thí sinh mà Hiếu rất là ấn tượng, ví dụ như là bạn Bùi Lan Hương, hoặc là một anh chàng hát bài Hương à, Hiếu đã nghe và Hiếu cảm thấy rất là thích thú. Hiếu đã nghe ca khúc Hương à khi mà chương trình lên sóng, thì bản thân Hiếu cảm thấy, bởi vì giữa ông bà anh và Hương à nó có một cái sự hoài niệm, một cái sự kể về câu chuyện của người trong gia đình mình. Ví dụ như Hiếu kể về ông bà thì bạn ấy kể về bố mẹ bạn ấy. Thì Hiếu cảm thấy cái việc so sánh này nó cũng dễ hiểu thôi. Và mình thấy là những ca khúc hay thì khán giả lắng nghe, khán giả đón nhận, thì không có cái gì là mình phải cảm thấy cái gì nó ghen tị hay là gì hết. Bởi vì cả hai ca khúc đều có những cái nội dung truyền tải tốt đẹp, muốn khán giả đón nhận và có những cái thông điệp rất là tốt đẹp để dành cho khán giả, cho xã hội. Hiếu rất rất hy vọng là tất cả những nhân tố, những thí sinh của mùa 2 sẽ có những cái hoạt động và những cái phát triển sau này thì là mạnh mẽ và dữ dội hơn. Bởi vì Hiếu thấy các bạn có rất là có tiềm năng và các bài hát ở trong chương trình cũng rất là hay và để lại cho mình một ấn tượng nhất định.